Nga bắn hạ liên tiếp hai chiến cơ Ukraine, ngăn đòn tấn công ở Belgorod. Người dân Kiev trú ẩn dưới ga tàu điện ngầm khi Nga không kích khắp Ukraine. Đồng thời, Kiev nói Nga bắn hàng loạt tên lửa S-300 gần tiền tuyến miền đông. Theo Newsweek, Thủ tướng Đức chịu áp lực lớn về gửi tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine. Các tin tức khác, cựu Phó Tổng thống Pence nói Mỹ phải nhấn mạnh sẽ tiếp tục sát cánh cùng Israel. Triều Tiên tuyên bố sẽ đáp trả ngay lập tức nếu bị khiêu khích. Trung Quốc tập trận không quân ngày đầu năm mới. Mỹ tìm thấy phần thân máy bay bị văng ra giữa không trung. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật ngày 7 tháng 1 cho biết, lực lượng Nga đã bắn rơi hai máy bay chiến đấu của Ukraine trong 24 giờ. Nga thông báo một máy bay hỗ trợ tầm gần Su-25 của Ukraine bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ gần Dnipro, cách tiền tuyến khoảng 150 km về phía Bắc. Chiếc máy bay còn lại là chiến cơ Su-27 bị bắn rơi cách free không xa. Quân đội Nga cũng cho biết đã đánh chạm 14 pháo phản lực bắn từ hệ thống HIMARS do Mỹ cung cấp và phóng từ hệ thống Uragan thời Liên Xô, cũng như 6 tên lửa chống hạm Neptune của Ukraine cũng bị chặn. Trong một diễn biến khác, thành phố biên giới Belgorod của Nga tiếp tục hứng chịu hỏa lực dữ dội. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các hệ thống phòng không đã đánh chạm một tên lửa S-200 của Ukraine trên khu vực Belgorod. Nga khẳng định, một nỗ lực tấn công khác của chính quyền Kiev nhằm vào các cơ sở trên lãnh thổ Liên bang Nga đã bị ngăn chặn vào ngày 8 tháng 1. Các phương tiện phòng không đã chặn tên lửa Ukraine trên lãnh thổ Belgorod. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định. Theo Reuters, hàng trăm người đã trú ẩn tại một ga tàu điện ngầm ở Kiev vào sáng sớm hôm nay ngày 8 tháng 1, khi các quan chức Ukraine cho biết Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn trên khắp đất nước. Nhiều người dân địa phương đã sử dụng tàu điện ngầm như một nơi trú ẩn đáng tin cậy trong các cuộc tấn công tên lửa. Nhiều cư dân nương náu dưới lòng đất cùng với xe đẩy trẻ em và thú cưng chờ đợi mối nguy hiểm đi qua. Hiện chưa rõ quy mô của không kích vào sáng ngày 8 tháng 1, nhưng các quan chức ở tỉnh miền Đông Kharkiv và tỉnh miền Nam Zaporizhia đã thông báo thiệt hại trên ứng dụng Telegram. Trước đó, tại Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đón tiếp Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa vào Chủ nhật ngày 7 tháng 1 trong chuyến thăm đầu tiên tới thủ đô Ukraine. Trong chuyến thăm không báo trước, Ngoại trưởng Yoko Kamikawa cam kết Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, Nhật Bản sẽ thể hiện mạnh mẽ các cam kết đối với việc phục hồi và tái thiết Ukraine theo quan hệ đối tác công tư. Một hội nghị của Nhật Bản và Ukraine sắp được tổ chức ngày 19 tháng 2. Quan chức Ukraine cho biết, các đội cứu hộ vẫn đang dọn dẹp hiện trường sau khi các tên lửa Nga tấn công một thành phố thuộc vùng Donetsk, khiến 11 người thiệt mạng và 10 người bị thương vào hôm thứ Bảy ngày 6 tháng 1. Quan chức Ukraine, ông Vadim Filashkin cho biết, cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã gây thiệt hại nghiêm trọng ở trong và xung quanh thành phố miền đông Postgrok, cách không xa tiền tuyến Nỗ lực cứu hộ kéo dài đến ngày 7 tháng 1, Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine công bố video cho thấy các đội cứu hộ đang sàng lọc những đống đổ nát đang cháy âm ỉ trong bóng tối. Ông Filashkin nói trên truyền hình Ukraine rằng lực lượng Nga vào khoảng 3 giờ chiều ngày 6 tháng 1 đã bắn hàng loạt tên lửa S-300 vào Postrock. Tổng thống Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu qua video hàng đêm cho biết cuộc tấn công nhắm vào những ngôi nhà bình thường của người vô tội. Phía Moscow chưa đưa ra bình luận, Nga khẳng định chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự ở Ukraine. Mặt khác, chính quyền thành phố Dnipro vào tối thứ Bảy ngày 6 tháng 1 cho biết, 12 người đã bị thương trong vụ tấn công bằng UAV của Nga. Các quan chức Ukraine cũng cho biết, một cơ sở giáo dục và ký túc xá, hai tòa nhà trung cư và một tòa nhà hành chính đã bị hư hại. Ukraine hôm Chủ nhật ngày 7 tháng 1 cáo buộc Nga đã phóng 28 UAV và 3 tên lửa hành trình, trong đó 21 UAV bị đánh chặn. Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine, ông Uri Hinat cho biết, các UAV chủ yếu bị các đội cơ động phá hủy để dành các tên lửa phòng không hiếm của Kiev cho mục đích bắn hạ tên lửa Nga. Theo Reuters, những người lính bộ binh Ukraine chiến đấu ở khu vực phía đông Kharkiv cho biết, họ đang cố gắng giữ tinh thần phấn chấn khi vượt qua mùa đông thứ hai trên tiền tuyến với nhiệt độ lạnh giá và tuyết rơi dày đặc. Tại một vị trí chiến đấu xây bằng bê tông, được trang bị tủ lạnh và lò nướng. Các binh sĩ Ukraine hôm 6 tháng 1 nói với Reuters, giờ đây họ đã quen với nhiệt độ dưới 0 độ C. Họ cho biết đã dành cả mùa hè để củng cố và cải thiện điều kiện sống bên trong đồn chiến đấu. Tại một địa điểm không được tiết lộ thuộc tỉnh Kharkiv, chỉ cách chiến hào gần nhất của Nga khoảng 900 mét. Bên cạnh thiếu hụt vũ khí, Ukraine còn thiếu lực lượng trong cuộc chiến tiêu hao kéo dài với Nga. Hiện mùa đông lạnh giá đang làm phức tạp hơn tình hình. Ngày 4 tháng 1, một ủy ban quốc hội Ukraine đã họp để xem xét những thay đổi được đề xuất đối với các quy định về huy động quân nhằm cho phép Kiev triệu tập thêm binh sĩ, cũng như thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với hành vi trốn quân dịch. Tổng thống Ukraine Zelensky hôm Chủ nhật ngày 7 tháng 1 khẳng định quân đội đất nước ông có thể đẩy lùi Nga. Ông cũng nói rằng tình hình trên chiến trường vào thời điểm này vẫn tương đối ổn định. Tham dự trực tuyến một hội nghị ở Thụy Điển, ông Zelensky phát biểu chúng tôi có thể đánh bại Nga. Tổng thống Ukraine cho biết, cuộc chiến ở Ukraine cho thấy châu Âu phải phát triển năng lực sản xuất vũ khí chung để đảm bảo lục địa này có thể tự bảo vệ chính mình trước bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra. Phát biểu tại cùng hội nghị, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Bill cho biết, nhiệm vụ quan trọng trong chính sách đối ngoại của nước này trong những năm tới là hỗ trợ Ukraine. Trong khi đó, Nga nhận định cuộc phản công của Ukraine từ mùa hè năm ngoái đã thất bại hoàn toàn trong khi Moscow tự tin sẽ hoàn thành mọi mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Thủ tướng Đức được cho là đang chịu áp lực lớn về cung cấp tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine, có thể giúp cải thiện đáng kể phạm vi tấn công của Kiev, tờ Newsweek mới đây cho biết. Theo tạp chí Mỹ, áp lực đang đè nặng lên Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong việc bật đèn xanh cung cấp tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine. Điều này sẽ mở rộng đáng kể kho vũ khí của Kiev, có khả năng tấn công các tài sản quan trọng của Nga ở xa chiến tuyến. Ông Joan Chimgaus, cựu Tổng thống Đức, nói với tờ Bild am Sonntag rằng Thủ tướng Scholz phải tiếp tục tự hỏi liệu ông ấy có đang thực hiện đúng mục tiêu đã đề ra là làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn Nga đạt được thắng lợi hay không. Tôi không hiểu tại sao chúng ta lại do dự trong việc cung cấp những vũ khí này và các loại vũ khí khác, cựu lãnh đạo Đức cho biết thêm. Theo Newsweek, trong nhiều tháng nay, các lời kêu gọi Thủ tướng Scholz cung cấp tên lửa Tauros đã trở nên mạnh mẽ hơn. Đức trước đây đã cung cấp hỗ trợ quân sự mạnh mẽ cho Ukraine, bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard, 90 xe chiến đấu bộ binh Marder và hai hệ thống phòng không Patriot. Nhưng Berlin đã từ chối chuyển tên lửa hành trình Tauros phóng từ trên không, vũ khí mà Ukraine yêu cầu từ tháng 5 năm 2023. Ông Markus Söder, thủ hiến bang Bavaria, kiêm chủ tịch đảng Liên minh xã hội cơ đốc giáo (CSU) ở tiểu bang Đức, cho biết tên lửa Taurus sẽ giúp Ukraine phòng thủ trước các cuộc tấn công liên tục của UAV và tên lửa Nga. Bà Sarah Nani, người phát ngôn về chính sách quốc phòng của Đảng Xanh thuộc Liên minh cầm quyền ở Đức, cũng bày tỏ việc chuyển giao tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine đáng lẽ nên được thực hiện từ lâu. Bà Marie-Agnes Strejmerman, chủ tịch Ủy ban quốc phòng trong Quốc hội Đức, nói với hãng truyền thông T-Online của nước này hồi đầu tháng 1 rằng Ukraine cần thêm đạn dược, nhiều vụ tùng thay thế và cả tên lửa Taurus. Bà nói rằng chúng phải được chuyển đến Kiev ngay lập tức. Bà Strack vào tháng 9 năm 2023 cho rằng chỉ có Thủ tướng Strong đang ngăn chặn quyết định gửi Taurus trong liên minh cầm quyền ở Berlin. Hiện Bộ Quốc phòng Đức chưa lên tiếng về các lời kêu gọi nói trên theo Newsweek, tên lửa Taurus có tầm bắn hơn 300 dặm và nhìn chung tương tự như tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp, hay tên lửa SCALP của Pháp. Các chuyên gia trước đây nói trên Newsweek rằng tên lửa Taurus có thể giúp Ukraine giành được lợi thế ở xung quanh bán đảo Crimea. Mặc dù Storm Shadow có thiết kế rất giống với Taurus, nhưng thiết kế đầu đạn được cải tiến một chút của Taurus sẽ khiến nó trở thành vũ khí tốt hơn để nhắm mục tiêu vào các cây cầu, chẳng hạn như cầu Kretsch nối với bán đảo Krum. Đó là ý kiến của nhà nghiên cứu Fabian Hopman từ Đại học Oslo ở Na Uy. Việc gửi Taurus sẽ tăng cường khả năng tấn công tầm xa của Ukraine. nhưng cuộc tấn công vào sâu khu vực do Nga kiểm soát có thể tạo ra sự khác biệt thực sự cho Ukraine sau khi cuộc phản công mùa hè của nước này không thể làm thay đổi đáng kể các chiến tuyến. Tờ Newsweek viết, Nga tuyên bố các vũ khí phương Tây chỉ làm tăng thêm đau khổ cho người Ukraine nhưng không thể làm thay đổi kết quả cuộc chiến. Chuyển sang các tin tức khác, theo Reuters, người dân tại một trại lánh nạn ở Rafa gần biên giới Ai cập đã tháo chạy khi nghe thấy tiếng súng, cùng với đó là hình ảnh những chiếc thuyền máy đang lượn lờ ngoài khơi giải gaza. Ba tháng kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng nổ, những cột khói đen cuồn cuộn vẫn bốc lên cao gần các khu trại tị nạn khi các lực lượng Israel tiếp tục tấn công vào vùng đất của người Palestine. Các cuộc đụng độ tiếp tục gia tăng, chủ yếu tại thị trấn Khan Gionis, phía nam Gaza. Các quan chức y tế tại Bệnh viện Nasser hôm 7 tháng 1 cho biết, các cuộc tấn công của Israel nhắm vào khu vực Khan Gionis đã khiến ít nhất 50 người thiệt mạng. Ngày 7 tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến thăm kho điều phối hàng cứu trợ khu vực của chương trình Lương thực Thế giới ở Amman, Jordan trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Đông kéo dài khoảng một tuần nhằm tìm cách ngăn chặn xung đột Hamas-Israel lan rộng ra khắp khu vực. Reuters đưa tin nhà kho này là trung tâm quan trọng cho viện trợ của Liên Hợp Quốc ở Gaza. Điều quan trọng ở đây là chúng tôi phải hỗ trợ nhiều nhất có thể cho những người cần đến nguồn viện trợ. Đó không chỉ là những nỗ lực đưa viện trợ đến được Gaza, mà còn là những cố gắng để hàng hóa cứu trợ không bị gián đoạn và đến tay những người cần chúng trên khắp Gaza. Ngoại trưởng Lincoln nói trong chuyến thăm. Sau khi rời khỏi Jordan, ông Lincoln dự kiến sẽ tới Israel, Bờ Tây, Qatar, UAE, Ả Rập Saudi và Ai Cập. Theo Reuters, chuyến đi này là một phần trong nỗ lực nhằm xoa dịu căng thẳng đang gia tăng khắp Trung Đông kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas bắt đầu vào tháng 10 năm 2023. Theo các quan chức y tế, Palestine ngày 6 tháng 1 thông báo, Chiến dịch tấn công của Israel cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 22.700 người Palestine. Nhiều gia đình tiếp tục chịu đựng nỗi đau mất đi người thân bên dưới đống đổ nát. Ngồi bên đống đổ nát của nhà mình, ông Hisham Abou Naga, 75 tuổi, người Palestine, ngày 7 tháng 1 nói rằng ông là thành viên duy nhất còn sống sót trong gia đình. Sau một cuộc không kích của Israel ở Rafa vào lúc nửa đêm, ông Abou Naga đã phải di rời khỏi miền bắc Gaza nhiều lần. Cho đến khi đại gia đình đến Rafa và sống trong một căn nhà gỗ nhỏ mà họ sở hữu ở thành phố này, ông cho biết gần 200 thành viên trong đại gia đình đã thiệt mạng trong vài tuần qua. Ông nói thêm rằng 33 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích mới nhất. Nhiều người vẫn đang nằm dưới đống đổ nát. Đây có phải là món quà của Blinken dành cho người dân Palestine không? Ông Abou Naga lên tiếng nhắc đến việc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có chuyến thăm Trung Đông để ngăn cản xung đột tiếp tục lan rộng. Suốt 3 tháng qua, cuộc chiến của Israel không ngừng gây ra cảnh tang thương, đổ máu, bất chấp những nỗ lực ngoại giao của Mỹ và châu Âu. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu Joseph Borrell đang có những chuyến đi riêng biệt tới khu vực để cố gắng ngăn chặn sự lan tỏa của chiến tranh sang Liban, bờ Tây và các tuyến đường vận chuyển hàng hải ở Biển Đỏ. Tình hình vẫn rất nghiêm trọng và khó lường. Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm chủ nhật ngày 7 tháng 1 cho rằng Mỹ phải gửi thông điệp rõ ràng về tiếp tục sát cánh cùng Israel trong cuộc chiến chống Hamas ở Gaza. Ông Pence cũng nói cần có sự lãnh đạo mới của Hoa Kỳ để đưa đất nước tiến lên trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Cuộc bầu cử mà ông hy vọng Đảng Cộng hòa của mình sẽ giành chiến thắng. Ông Pence đã kết thúc sớm chiến dịch tranh cử tổng thống của mình vào tháng 10 năm 2023. Sau nhiều tháng đấu tranh để thuyết phục cử tri Đảng Cộng Hòa rằng ông là người thay thế tốt nhất cho xếp cũ Donald Trump. Mặt khác, cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ nói thêm rằng mọi người từ mọi tầng lớp xã hội đều cảm ơn ông vì vai trò chứng nhận chiến thắng của đối thủ Đảng Dân Chủ Joe Biden trong cuộc đua Tổng thống năm 2020. Bình luận của ông Pence được đưa ra một ngày sau dịp kỷ niệm ba năm vụ tấn công điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 khi những kẻ ủng hộ ông Trump tiến hành một cuộc tấn công chết người vào tòa nhà quốc hội, ngăn chặn cơ quan lập pháp Mỹ chính thức chấp nhận chiến thắng của ông Biden. Cơ quan y tế MTA của Israel cho biết, một người đàn ông đã bị bắn tử vong khi đang lái xe trên con đường ở bờ Tây, gần thành phố Ramallah vào hôm Chủ nhật ngày 7 tháng 1. Lực lượng an ninh và xe cứu thương của Israel đã đến hiện trường, nơi có thể nhìn thấy chiếc xe bị tông nằm bên đường với kính chắn gió phía sau bị vỡ vụn. Một cuộc tấn công bằng súng đã diễn ra, khiến một thường dân Israel thiệt mạng gần giao lộ cảnh sát Anh. Quân đội Israel cho biết, binh lính đã được điều động tới hiện trường, và lực lượng bổ sung cũng đang được triển khai để truy đuổi các nghi phạm. Đây là diễn biến căng thẳng mới nhất ở bờ Tây sau nhiều tháng bất ổn an ninh. Trước đó vào Chủ nhật, 6 người Palestine và một người Israel đã thiệt mạng trong một cuộc đột kích của Israel ở bờ Tây. Israel nói, máy bay chiến đấu đã khai hỏa và các chiến binh Palestine tấn công quân đội Israel. Sự việc diễn ra khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang thăm khu vực. CCTV đưa tin, phiến quân Houthi ở Yemen đã sử dụng tên lửa, máy bay không người lái và trực thăng để nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại mà họ cho là có liên hệ với Israel ở Biển Đỏ, làm giấy lên lo ngại về việc chi phí vận chuyển trên tuyến đường huyết mạch kết nối kênh đào Suez có thể tăng vọt là tuyến đường thủy quan trọng nối liền Địa Trung Hải với Biển Đỏ. Kênh đào Suez chiếm khoảng 30% khối lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển của thế giới, từ dầu, khí tự nhiên hóa lỏng LNG đến thực phẩm. Biển Đỏ có vai trò cực kỳ quan trọng đối với vận tải biển vì nó kết nối vùng Viễn Đông với Bắc Âu cũng như với bờ Đông Hoa Kỳ và Đông Địa Trung Hải. Ông Nils giám đốc truyền thông doanh nghiệp của Hapag-Lloyd AG, một công ty vận tải quốc tế của Đức cho biết Trước đó, các cuộc tấn công của lực lượng Houthi đã khiến các công ty vận tải biển lớn như Hapag-Lloyd AG và Maersk của Đan Mạch phải định tuyến lại các đội tàu rời khỏi Biển Đỏ, đi qua mũi Hảo vọng, phía nam châu Phi dài hơn. Theo viện xuất khẩu và thương mại quốc tế có trụ sở tại Vương quốc Anh, việc chuyển hướng sẽ làm tăng thời gian hành trình lên tới 2 tuần và khiến chi phí vận chuyển gia tăng đáng kể, lên tới khoảng 1,25 triệu đô la Mỹ cho mỗi chuyến đi và người tiêu dùng cuối cùng dự kiến sẽ là bên phải gánh chịu tất cả chi phí này. Xét trên thời gian di chuyển, ở một khía cạnh nào đó, thời gian đến phía đông địa Trung Hải đã tăng gấp đôi hoặc gấp ba. Thông thường chỉ mất khoảng 10 ngày đi qua kênh đào và hiện tại thời gian đó đã bị kéo dài hơn, lên đến 18 ngày. Điều này có nghĩa là các đơn vị vận chuyển phải tốn thêm rất nhiều chi phí về nhiên liệu và tùy thuộc vào từng loại tàu, con số bổ sung có thể tranh lệch đến hai chữ số mỗi ngày. Chúng tôi đã phải tiêu tốn thêm hàng triệu đô la Mỹ chỉ cho vấn đề chi phí nhiên liệu, chuyên gia người Đức cho biết. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 7 tháng 1 dẫn lời bà Kim Yo Jong, người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ lập tức tiến hành lễ rửa tội bằng hỏa lực để đáp trả bất cứ hành động khiêu khích nào chống lại nước này. Hãy để tôi nói rõ một lần nữa rằng quân đội của chúng tôi đã mở khóa cò súng Chúng tôi sẽ lập tức tiến hành một lễ rửa tội bằng hỏa lực để đáp trả bất cứ hành động khiêu khích nào, dù là nhỏ nhất. Bà Kim Yo Jong nhấn mạnh, cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên có chiều hướng nóng lên gần đây. Trong tuần trước, quân đội Hàn Quốc cho biết, Bình Nhưỡng đã bắn hơn 60 quả đạn pháo vào hôm 6 tháng 1 gần biên giới biển tranh chấp giữa hai nước. Triều Tiên cũng đã khai hỏa một loạt hơn 200 quả đạn pháo tương tự vào một ngày trước đó. Mặc dù Seoul trong cùng ngày đã tổ chức cuộc tập trận trên biển để đáp trả, hãng thông tấn Yonhap cho biết họ không có kế hoạch tiếp tục thực hiện động thái này sau sự việc ngày 6 tháng 1. Cư dân của hai hòn đảo Yeonpyeong và Beonnyeong đã được lệnh sơ tán đến nơi trú ẩn. Trong tuyên bố, bà Kim Yo-jong cho hay Triều Tiên không bắn đạn pháo vào ngày 6 tháng 1. Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ mới đây cùng nhau lên án các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì ổn định tại Biển Đông và eo biển Đài Loan. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc họp khai mạc sự kiện đối thoại ba bên Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong tuần này. Hãng thông tấn John Harp đưa tin. Ba nước đã đưa ra tuyên bố sau cuộc họp diễn ra ở Washington vào thứ Sáu ngày 5 tháng 1, được tiến hành theo sự nhất trí giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại trại David hồi tháng 8 năm ngoái. Cuộc họp vừa qua do Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung byung won và những người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản lần lượt là ông Daniel Crittenbrink và ông Yasuhiro Kobe chủ trì. Tuyên bố chung có đoạn viết, ba nước Hàn, Nhật, Mỹ lên án việc Triều Tiên tiếp tục phát triển các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân bất hợp pháp, tăng cường hợp tác quân sự với Nga cũng như vi phạm và lạm dụng nhân quyền nghiêm trọng Ngoài ra, tuyên bố chung đã tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan là điều không thể thiếu đối với an ninh và thịnh vượng của cộng đồng quốc tế. Một video được CCTV công bố ngày 7 tháng 1 cho thấy, các máy bay chiến đấu J-16 của Trung Quốc đã cất cánh tại một sân bay ở miền đông nước này nhằm tiến hành cuộc huấn luyện theo nhiều chủ đề. Ngay khi các máy bay phản lực tiến đến vùng trời được chỉ định, chúng đã bị đối thủ giả định cảnh báo. Các phi công nhanh chóng điều khiển chuyên cơ thoát khỏi vòng vây và thực hiện các đòn tấn công chính xác vào đối thủ giả định. Chang một sĩ quan không quân cho biết, đây là đợt tập trận đầu tiên trong năm mới của lực lượng không quân Trung Quốc. Chúng tôi đang tiếp tục huấn luyện trong điều kiện chiến đấu thực tế để đảm bảo rằng các chiến cơ có thể phản ứng vào bất cứ lúc nào và giành chiến thắng trong các cuộc chiến thực tế. Trong khi đó, tại một khu vực huấn luyện khác, các phi công được giao nhiệm vụ thử thiết bị mới đã tiến hành huấn luyện về cơ động và bay theo đội hình nhằm giúp họ cải thiện kỹ năng. Fang Wei, một sĩ quan không quân khác cho biết: "Đợt huấn luyện này giúp chúng tôi làm quen với thiết bị mới, sửa đổi thói quen cũ và trau dồi kỹ năng cá nhân để tạo nền tảng vững chắc cho các mục tiêu trên chiến trường trong tương lai." Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã giành được nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp như dự đoán khi đảng của bà giành được đa số tuyệt đối trong cuộc tổng tuyển cử, theo cơ quan thăm dò cho biết vào hôm thứ Hai ngày 8 tháng 1. Theo Reuters, phe đối lập chính là Đảng Quốc gia Bangladesh, BNP, đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu vừa qua giống như năm 2014, sau khi bà Hasina từ chối yêu cầu từ chức và cho phép một cơ quan trung lập điều hành cuộc tổng tuyển cử. Bà Hasina là con gái của ông Sheikh Mujibur Rahman, người sáng lập Bangladesh Ông bị sát hại trong cuộc đảo chính quân đội năm 1975, cùng với hầu hết các thành viên trong gia đình. Bà Hasina, 76 tuổi, lần đầu tiên trở thành thủ tướng vào năm 1996. Đây sẽ là nhiệm kỳ thứ 5 của bà. Trong 15 năm nắm quyền vừa qua, bà đã ghi nhận là người đã xoay chuyển đến kinh tế và ngành công nghiệp may mặc khổng lồ của Bangladesh, đồng thời giành được sự khen ngợi của quốc tế vì đã cung cấp nơi trú ẩn cho những người Hồi giáo Rohingya chạy trốn từ Myanmar. Người dân Bangladesh phần lớn không tham gia cuộc bầu cử hôm chủ nhật ngày 7 tháng 1 do lo ngại bạo lực theo Reuters. Ủy ban bầu cử cho biết, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là khoảng 40%, giảm mạnh so với tỷ lệ hơn 80% trong cuộc bầu cử trước đó vào năm 2018. Đảng liên đoàn Awami cầm quyền đã giành được 167 ghế trong tổng số 227 ghế và kết quả của số ghế còn lại vẫn chưa được công bố. Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây, những khách hàng quan trọng của ngành may mặc Bangladesh, đã kêu gọi một cuộc bầu cử tự do và công bằng. Thưa quý vị, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết 5,2 tỷ bảng Anh đã được đầu tư vào công tác phòng chống lũ lụt sau khi đợt lũ tồi tệ bủa vây khắp nước Anh trong tuần qua. Ông Sunak đã nói chuyện với các nhân viên của cơ quan môi trường Anh vào Chủ nhật ngày 7 tháng 1 tại Osney khi nước Anh đối phó với các tác động của lũ lụt. Ông cho biết 5,2 tỷ bảng Anh đã được đầu tư vào công tác phòng chống lũ lụt và hơn 1.000 nhân viên của cơ quan môi trường đang hỗ trợ các cộng đồng địa phương. Cơ quan môi trường đăng trên X hôm Chủ nhật cho biết, nhiều con sông ở Anh vẫn có mực nước cao. Liên tiếp những cơn bão trong những tuần gần đây đã càn quét vương quốc Anh. Mưa chút xuống xối xả từ ngày 4 tháng 1 đến cuối tuần đã khiến sông Hồ tràn bờ trên khắp nước Anh và xứ Wales. Hơn 300 cảnh báo lũ đã được chính phủ ban bố Đang di chuyển giữa không trung thì máy bay bị bung mất một phần thân, khiến phi cơ phải hạ cánh khẩn cấp. Tình huống hư hữu này xảy ra ở thành phố Portland, Mỹ vào cuối tuần qua, và hiện giờ giới chức đang tiếp tục điều tra. Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hoa Kỳ cho biết, họ đang kiểm tra một chiếc máy bay phản lực Boeing của hãng Alaska Airlines. Nó phải hạ cánh khẩn cấp vào hôm 5 tháng 1, khi một phần thân bị nổ và rơi ra ngay giữa không trung. Giới chức ngày 7 tháng 1 cho biết, Bộ phận đã được tìm thấy ở vùng ngoại ô thành phố Portland. Sự cố xảy ra ngay sau khi máy bay cất cánh từ Portland, bang Oregon trên đường đến Ontario, bang California. Khi máy bay bị bung thân và giảm áp đột ngột, phi công đã phải cho phi cơ đáp xuống ngay lập tức, cùng toàn bộ 171 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. May mắn là không ai bị thương nghiêm trọng. Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Mỹ, bà Jennifer Homendy cho biết, mảnh thân máy bay được một thầy giáo ở khu vực Senda Hills tìm thấy trong sân sau nhà ông. Bà Homedy bày tỏ nhẹ nhõm khi biết tin tức này. Trước đó, bà cho biết không có hành khách nào ngồi gần phần bị hư hại. Cục hàng không Liên bang Mỹ FAA hôm 6 tháng 1 đã yêu cầu đình chỉ tạm thời 171 máy bay phản lực Boeing Max 9 để tiến hành điều tra. Loại máy bay này thường được các hãng hàng không giá rẻ khai thác. việc Mỹ đình chỉ máy bay Boeing 737 MAX 9 đã gây ra gián đoạn di chuyển hàng không ở nhiều địa phương trong ngày Chủ nhật vừa qua. Theo Reuters, các hành khách của United Airlines được nhìn thấy đang cố gắng đặt lại vé máy bay tại sân bay quốc tế Luis Munoz Marine vào Chủ nhật ngày 7 tháng 1, sau khi họ bị mắc kẹp vài ngày ở Puerto Rico do các máy bay Boeing 737 MAX 9 của hãng này bị đình chỉ bay. Một vụ nổ bảng điều khiển trong cabin trên chuyến bay của hãng Alaska Airlines hôm thứ Sáu ngày 5 tháng 1 đã làm rách phần bên trái của chiếc máy bay 737 Max 9 mới hoạt động được 8 tuần, buộc nó phải hạ cánh khẩn cấp ở Portland. Cục Hàng không Liên bang FAA sau đó đã cho đình chỉ tạm thời đối với 171 máy bay 737 Max 9, buộc các hãng hàng không sử dụng loại phi cơ này phải hủy chuyến. Alaska Airlines vào hôm chủ nhật đã hủy 170 chuyến bay, ảnh hưởng đến gần 25.000 khách hàng. Hãng cho biết sự gián đoạn có thể sẽ kéo dài ít nhất đến giữa tuần này. Hãng hàng không United cũng đã phải hủy 230 chuyến bay vào Chủ nhật, tương đương 8% số chuyến khởi hành theo lịch trình. Các công nhân tại sân bay Haneda của Tokyo hôm 7 tháng 1 đã dọn dẹp xong đống đổ nát của chiếc máy bay thân rộng thuộc hãng Japan Airlines, 5 ngày sau khi nó va chạm với máy bay của Tần Duyên, Nhật Bản. Đường băng sắp được khai thác bình thường trở lại. Hàng chục nhân viên đã làm việc trong nhiều ngày để dọn đống đổ nát của chiếc Airbus bị lửa thiêu rụi. Truyền thông Nhật Bản đưa tin, Máy ghi âm buồng lái của máy bay Japan Airlines cũng đã được tìm thấy trong quá trình loại bỏ các mảnh vỡ vào hôm thứ Bảy ngày 6 tháng 1. Và một cuộc điều tra sẽ được tiến hành. Tất cả 379 người trên máy bay Japan Airlines đã thoát ra an toàn trước khi nó chìm trong biển lửa. Nhưng năm trong số 6 thành viên phi hành đoàn trên máy bay nhỏ hơn của lực lượng tuần duyên Nhật đã thiệt mạng. Do lỗi sơ xuất, hai máy bay đâm nhau kinh hoàng trên đường băng. Theo đài truyền hình NHK, hơn 200 chuyến bay tiếp tục bị hủy vào Chủ nhật tại Haneda, Sân bay bận rộn thứ ba thế giới, nhưng tình hình dự kiến sẽ được cải thiện khi sân bay chuẩn bị nối lại hoạt động đầy đủ trên các đường băng. Một tuần trôi qua sau khi trận động đất lớn phá hủy đường phố và cơ sở hạ tầng ở làng Nishiyareya phía bắc Nhật Bản, nhưng người dân hôm thứ Hai ngày 8 tháng 1 cho biết họ vẫn đang sống trong cảnh bấp bênh. Làng Nishiyareya nằm ở ngoại ô thành phố Kanazawa, đã chịu thiệt hại đáng kể trong trận động đất mạnh 7,6 độ Richter vào ngày đầu năm mới. Đến nay, ngôi làng với khoảng 1.000 người vẫn không có nước, thậm chí một số hộ gia đình vẫn mất điện. Một số ngôi nhà bị hư hại, vẫn chưa được sửa chữa. Vào sáng thứ hai, người dân đang đi lấy nước uống từ các nhân viên cứu trợ ở trung tâm làng, giữa lúc tuyết rơi dày đặc. Tính đến sáng thứ hai, giới chức Nhật Bản cho biết có 161 người thiệt mạng do động đất và 103 người còn mất tích. Trong bối cảnh điều kiện thời tiết ngày càng tồi tệ, chính phủ Nhật Bản cam kết hỗ trợ không ngừng cho các khu vực bị tàn phá, dù tuyết và mưa đá đang cản trở các nỗ lực cứu hộ. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm 7 tháng 1 tuyên bố chính phủ sẽ thực hiện các hành động ngay lập tức để gửi hàng cứu trợ đến các khu vực bị tàn phá bởi trận động đất. Phát biểu với giới truyền thông sau cuộc họp của lực lượng đặc nhiệm nhằm giải quyết các vấn đề cứu hộ ở các khu vực bị động đất, Ông Kishida cho biết, chính phủ sẽ gửi các vật tư như chăn và nhiên liệu đến các vùng thiên tai, vì dự báo sẽ có thêm tuyết hoặc mưa dày đặc trong mấy đêm tới. Thời tiết bất lợi trên bán đảo Noto tiếp tục gây khó khăn cho các nạn nhân động đất. Hơn 30.000 người đã mất nhà cửa và hàng chục nghìn khu dân cư bị mất điện. Trong video do Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố vào cuối tuần qua, các thành viên của lực lượng phòng vệ SDF đang đeo ba lô băng qua các sườn đồi đá để tiến về những khu vực bị cô lập của thị trấn Suzu, tỉnh Ishikawa, nơi chịu thiệt hại nặng nề bậc nhất trong cơn địa chấn. Một cơn lốc xoáy đã bất ngờ can quét qua trung tâm thành phố Fort Lauderdale ở miền Nam bang Florida vào tối ngày 6 tháng 1. Những tia lửa phóng ra sau khi cơn lốc xoáy tấn công các tòa nhà và dây cáp điện. Hình ảnh của Reuters cho thấy, cơn lốc xoáy đang tiến đến gần và di chuyển nhanh chóng qua một khu dân cư và bến du thuyền. Các quan chức ở Fort Lauderdale cho biết không có thương tích nào được báo cáo. Thiệt hại bao gồm một số đường dây điện bị đứt. Sông lốc đã xảy ra nhiều nơi ở bang Florida vào cuối tuần. Trong khi đó, một cơn bão mùa đông vừa bao phủ bờ đông Hoa Kỳ, khiến đường xá, sân bay và xe cộ ngập trong tuyết vào hôm chủ nhật ngày 7 tháng 1. Người dân khắp miền đông Hoa Kỳ đã xúc tuyết và chụp ảnh ở những nơi trông giống như xứ sở mùa đông thần tiên. Theo truyền thông địa phương, một số cộng đồng ở bang Massachusetts đã ghi nhận lượng tuyết rơi dày đặc lên tới 30 cm. Tại bang Maine, tuyết bắt đầu rơi vào tối thứ bảy ngày 6 tháng 1. Dự báo tuyết sẽ rơi dày 20 cm ở các bang New York, New Jersey, Pennsylvania và New England. Cơ quan dự báo thời tiết Mỹ cảnh báo có khoảng 16 triệu người bị ảnh hưởng trong cơn bão mùa đông hiện nay. Giới chức lưu ý, bão tuyết có thể gây trơn trượt đường đá, làm đổ cây cối và đường dây điện, khiến việc đi lại trở nên nguy hiểm. Ngoài ra, nhiều nơi có thể bị mất điện kéo dài. Thưa quý vị, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 6 tháng 1 cho biết, tàu thám hiểm mặt trời Aditya L1 của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ đã đến đích trong khu thời gian 4 tháng như dự kiến. Được phóng lên vào ngày 2 tháng 9, tàu vũ trụ của Ấn Độ đã đi vào quỹ đạo mặt trời. Từ đó, nó sẽ thực hiện một nghiên cứu toàn diện về ngôi sao ở trung tâm hệ mặt trời tập trung vào quầng mặt trời và ảnh hưởng của nó đến thời tiết không gian. Thủ tướng Modi nói, Ấn Độ vừa tạo nên một cột mốc mới, đó là minh chứng cho sự cống hiến không ngừng nghỉ của các nhà khoa học của chúng ta trong việc thực hiện một trong những sứ mệnh không gian phức tạp nhất. Được trang bị 7 trọng tải, tàu Aditya L1 dự kiến sẽ tiến hành nhiệm vụ viễn thám mặt trời và quan sát tại chỗ Út trong khoảng 5 năm. Bộ trưởng Khoa học Trái đất của Ấn Độ, ông Jitendra Singh, cùng ngày 6 tháng 1 cho biết, Tàu Aditya L1 sẽ khám phá những bí ẩn của mặt trời. Nhiều người dân ở thủ đô Serbia đã tập trung đón lễ Giáng sinh theo chính thống giáo Đông Phương vào hôm ngày 6 tháng 1 vừa qua. Những người theo chính thống giáo Đông Phương ở Belgrade đã tập trung vào thứ Bảy ngày 6 tháng 1 để kỷ niệm đêm Giáng sinh bằng việc đốt những cành sồi, được gọi là Batjax. Một đám đông nhỏ người Serbia đã tập trung bên ngoài nhà thờ Thánh Sava ở thủ đô của Serbia để đánh dấu sự bắt đầu của lễ giáng sinh với lửa trại truyền thống và sau đó mọi người cùng cầu nguyện. Lễ giáng sinh ở địa phương đã đến vào ngày 7 tháng 1, kết thúc 4 tuần ăn chay, không được tiêu thụ thịt hoặc các sản phẩm từ sữa. Serbia là một trong 16 quốc gia có đa số người theo chính thống giáo Đông phương, kỷ niệm giáng sinh vào tháng 1 thay vì tháng 12. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.